Lozen bên em gửi một lời chào trân trọng nhất tới tất cả các bác làm vườn. Cuốc, xẻng, dầm đánh cây và búa chim. Tất cả những cái dụng cụ này thì bên Lozen em sẽ tự làm ra và gửi tới tận tay các bác. Thì hôm nay các bác nhà mình làm vườn thì cần những mẫu cuốc nào thì hiện tại là em sẽ có những 5 đến 6 mẫu cuốc nhé. Đấy, cuốc tây thường và cuốc tây gà. Còn dầm đánh cây giống thì như cái dầm chữ T này đây. Một cái mẫu dầm em đang làm hàng đặt để gửi vào cho các bác trong miền Nam. Đầu video thì cũng báo giá luôn để các bác nhà mình biết cái giá của mẫu dầm này. Cái mẫu dầm này thì cái tổng chiều dài của nó là 80 cm các bác anh em nhé. Đấy, các bác nhà mình mà chưa hình dung ra thì mình lấy cái thước mình áp xuống đất để mình biết là 80 cm thì nó tầm độ bao nhiêu. Giá là 150.000 trên một dầm này các bác anh này. Đấy, và với những mẫu dầm này thì các bác nhà mình khi mua các bác mình có thể kèm theo những cái sản phẩm khác của đơn vị em. Bởi vì tất cả những mẫu cuốc này thì đều là những cái dụng cụ cần thiết dành cho các bác. Cuốc bướm này, cuốc bướm thì hôm nay em sẽ làm 2 mẫu nhá. Cuốc bướm này thì đúng ra nó có 3 mẫu, nhưng hôm nay em sẽ đưa tới các bác là mẫu to và mẫu nhỡ. Bởi vì cái mẫu to này thì thường là được các bác nhà mình rất là ưa chuộng. Về cái phần cuốc bướm này thì cũng chia sẻ với các bác là phần lưỡi của nó là sẽ được là 30 cm, và với những cái thành phần của nhíp này thì giúp các bác nhà mình sạc cỏ rất chi là dễ, nhất là các bác nhà mình mà làm về cái phần đất màu ấy thì phải gọi là cực kỳ là bay cuốc luôn. Đấy, thì cũng báo giá luôn tới các bác là về cái phần bề mặt 30 cm này đơn vị em là đang đưa tới các bác là 130.000 trên một cái. Còn về cái bề mặt lưỡi 25 cm đây ạ. Bề mặt lưỡi 25 cm này là em đang đưa tới các bác anh với cái giá là 100. Thì bên nó rèn bên em thì cứ làm xong mẫu nào thì em sẽ đăng tải mẫu đấy nhá. Sẽ có những hàng nghìn những cái mẫu khác nhau đấy. Thì khi các bác nhà mình xem được cái video này mà bảo tôi cần những cái kia cơ, cái như thế này cơ, thì các bác nhớ cho em xin một like, nhấn vào chuông và nhấn ngay vào đăng ký kênh. Thì khi đăng ký kênh rồi thì tất cả những cái sản phẩm mà các bác cần thì em đăng lên video nào nó sẽ hiện lên để cho các bác nhà mình xem và lựa chọn. Đấy, còn tiếp tục là tới cái mẫu cuốc mới này. Đây cũng là một cái mẫu cuốc mà đơn vị em vừa mới làm xong. Thì em cũng chia sẻ thật luôn với các bác nhà mình, đồ nhíp tốt tới đâu thì tốt, nhưng khi các bác nhà mình dùng thì cũng phải giữ gìn. Có nghĩa là vào đinh, vào đá thì chắc chắn là nó cũng không thể giữ được các bác nhé, sẽ mẻ đấy. Thế cho nên là các bác nhà mình trước tiên là mình dùng mình cũng phải giữ. Thì với cái dòng cuốc này ấy, thì đơn vị em sẽ bảo hành cho tất cả các bác nhà mình nhé. Nếu mà làm nhỡ có mẻ hay là gì, các bác gửi lại trả tiền ship thì bên em sẽ làm lại mới cho các bác luôn. Đấy, nói luôn là như vậy để các bác nhà mình được biết. Còn về phần cuốc mới này thì với cái chiều dài của nó tổng đo cả sọ nó rơi vào tầm trên 30 cm. Đấy, độc cái lưỡi không của nó là 20 tầm 23 cm này cho các bác nhé. Đấy, em ướm tay như thế là các bác nhà mình được biết này. Và sẽ rất chi là dày dặn như thế này. Về cái mẫu cuốc mới này thì em đang đưa từ các bác các anh là 250.000 chiều một chiếc này, em miễn phí ship luôn. Đấy, còn về những cái dòng thuổng thì hôm nay em đã làm xong một mẫu thuổng đặt. Đây là một mẫu thuổng dành cho các bác nhà mình đi rừng, mẫu thuổng đào hang. Đây là mẫu cao cấp nhất nha các bác anh em nhé. Đấy, dày, lặng, khỏe và đảm bảo với các bác anh em thì mình là nó sẽ bằng nhíp. Nhíp ô tô 100%, cam kết nhận hàng thì chắc chắn là 100 bác thì sẽ 100 bác ưng cái mẫu này. Chắc là sử dụng muôn thuở luôn các bác ạ. Chắc chắn lắm, chất lượng luôn. Đấy. Thì với cái mẫu này thì em cũng sẽ báo giá luôn tới các bác anh em nhà mình. Thì hiện tại em đang làm 2 mẫu nhá. Một mẫu là 200, một mẫu là 250. Thì đây là cái bản đặc biệt là 250 này. Sẽ có mẫu 200 đấy các bác nhé. Còn có cả 100 cũng có cơ. Thì bây giờ em sẽ lấy một cái 100 ra để cho các bác nhà mình xem. Nó ở trong cái thùng giấy kìa. Nó sẽ không đẹp như thế này đâu. Nó sẽ xấu hơn đấy. Cứ lấy luôn để bác nào mà thích thì các bác nhà mình có thể lựa chọn. Còn đặc biệt thì hôm nay em sẽ làm những cái dầm này. Cái mẫu dầm này hôm nay sẽ bằng nhíp này. Như hôm nay thì em sẽ khuyến mại ở trong cái thùng giấy này, đây ngoài này. Đấy. Thì chia sẻ với các bác luôn là về cái mẫu dầm chuối này. Đấy, bác nào mà mua cái mẫu này thì nó cũng rất chi là nhỏ gọn nhẹ thôi nhá. Mẫu này thì ngày hôm nay em sẽ gửi tặng các bác luôn này, có 3 cái em làm, có 3 cái em lấy các bác là 150 một cái. 150 một cái dầm chuối này nha các bác nhé. Cái mẫu này thì em sẽ làm những 3 loại đấy. Thì tùy theo các bác nhà mình sử dụng thôi. Ví dụ như cái này 150 là cũng chưa bao ship các bác được. Còn về như từ cái này. Đấy, cái này là 250 này, cái này là 250. Đấy, còn có cái đặt nữa là 350 cơ nha các bác nhé. Đây là những cái mẫu dầm chuyên nghiệp dành cho các bác mình đánh cây rồi. Chất nhíp thì phải cứ nói là đẳng cấp luôn. Cái này cũng hơi mò chuối một chút nha các bác nhé. Cái này em có bản thẳng đấy, thẳng và bản chuối. Đây, cái 100.000. Có những bác gọi cái 100.000 thì đây là cái 100.000 nha các bác nhé. Đấy, 100.000 một cái này. Bác nào thích lấy cái này thì lấy cái này, em cũng sẽ có nhé.
Cái giá nào cũng có. Còn về phần bên này thì em sẽ đi một lượt những cái mẫu dầm chuyên nghiệp dành cho các bác nhà mình đi đánh cây. Và hôm nay ấy thì em sẽ có cả những mẫu dao chuối, là một cái dòng dao rất chi là đặc biệt dành cho các bác nhà mình cắt pha lại chuối, thì trong vòng mấy chục giây rồi là đã xong cả buồng chuối rồi. Đấy thì cái phần bên trên kia em đã giới thiệu, bây giờ em sẽ giới thiệu về cái phần quốc tây nhá. Quốc tây diều này, quốc tây gà và quốc tây thường thì các bác lưu ý hộ em không phải tránh nhầm nhé. Bởi vì em gửi rất nhiều là bác đặt bị nhầm. Cái mẫu này là em gọi là quốc tây thường, quốc tây nhíp các bác ạ. Quốc tây thường, quốc tây nhíp thì em đang có 4 size. Đấy, size nhỏ nhất thì em đang đưa tới các bác các anh là 70.000. 70.000 một cái nhá. Cái size này thì về cái bề miệng của nó thì nó rơi vào tầm độ 15 cm. Đấy, còn lớn hơn đây là 100.000. Đấy, còn cái lớn hơn nữa cái này thì 17 cm này. Dài lớn này, cái này là 120. Còn cái này là to hẳn luôn là 19 cm. Giá của nó là 130 một cái đây. Quốc tây. Thế thì tất cả các bác nhà mình thì cứ đặt bao nhiêu thì cứ bảo với em nhé. Em sẽ gửi tận nhà. Còn về phần quốc tây gà với quốc tây thường nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Đây là cái quốc tây gà bản đặc biệt này, bản đặc. Đấy, các bác nhìn cái hàng đặc này thì nó sẽ khác hẳn này. Một cái quốc tây này riêng cái này thì em sẽ là báo giá bao ship luôn các bác là 200.000 một cái, em sẽ bao ship gọi là quốc tây gà nhé, là cái loại bản lưỡi đặc biệt. Còn về cái quốc lưỡi gà này cũng thế này, cũng là 200.000 một cái, em miễn phí ship. Còn về những cái dòng quốc tây này thì cũng có mẫu bao ship được, có mẫu là em chưa bao ship ở đâu các bác ạ, quốc tây. Đấy, còn về dìu thì hôm nay thì dìu em sẽ có rất nhiều loại. Dìu này là 150 một cái này. Còn dìu này là 200 một cái này. Dìu này cũng là 200 một cái này. Còn về cái dìu hàn cán loại to nhất này, là em đang đưa tới các bác là 260.000 cả cán đấy các bác nhé. Các bác nhìn cái lưỡi của nó này, cứ phải gọi là đẳng cấp và chất lượng luôn. Đấy, 260 một cái em miễn phí ship nhé. Thì cái này là gần đây nó cũng được giảm giá rất chi là nhiều ấy. Trước kia là em bán là 350 cơ, thì gần đây em sẽ giảm giá như vậy. Còn về cái phần dìu đẽo nhá, cái dìu đẽo thì đây, dìu đẽo dìu chặt là hai cái này cho các bác nhé. Đấy, cái này thì nói luôn tôi các bác, nó là dìu đẽo thôi chứ không bổ củi đâu, bởi vì nó mỏng. Cái này để các bác nhà mình làm kỹ thuật thôi, cái này đẹp lắm, chất luôn đấy các bác ạ. Là em đưa tới các bác là 200.000 một cái đây, dìu loe. Đây còn về phần trên này thì em có mấy đôi dao quắm dành cho các bác nhà mình đi phát cỏ ạ. Phát cỏ phát cây này. Báo giá luôn tới các bác là cái đôi này là 150.000 nhá. Là em miễn phí ship tới tận nhà các bác luôn. Gọi là đôi quắm này, à đôi này gọi là đôi khâu liêm. Cái này rất chi là hay các bác ạ. Các bác nhà mình phát cỏ, giật cành, đi làm đường rẫy. Thì đây là một cái mẫu rất chi là lý tưởng. Thì em cũng báo về cái chiều dài nhá. Hôm nay em rất chi là buồn một bác khách quen này, mua nhà em rất chi là lâu rồi. 4 này. Nó rơi vào tầm độ 55 cm nhá. Các bác phải tưởng tượng 55 cm là bao nhiêu. Đấy, về có một bác đặt em, bác bảo là đặt về tưởng là cái đồ chơi. Đấy, bởi vì đây là em bán con dao mà em báo công khai với các bác giá tiền và chiều dài cho các bác thì mình xem luôn. Em bán trong miền Nam thì phải nói là 1.000 bác đã mua thì 1.000 bác khen luôn. Không phải chê cái mẫu này luôn, bởi vì nó quá là sắc bén và làm thì rất chi là tiện. Giá của nó lại rẻ nữa, nói đúng là rẻ mà phải chất lượng. Đấy, thép rồng chìm thì các bác nhá, chiều dài em nói rõ ràng, còn con này sẽ ngắn hơn một chút, 150 một đôi. Đấy, đây nhá, một đôi nó như thế này này các bác này, cái thép của nó cũng khá là dày dặn đấy. Đây các bác nhìn này, sắc lắm, con này siêu sắc bén, em bán trong miền Nam quá nhiều luôn. Còn về cái đôi dao quắm này nhá, thì cái chiều dài của nó cũng như vậy nhá các bác nhá, cũng tầm độ 55 60 gì đấy. Cái con dài này 55 60 thì nó bằng ba cái găng tay của mình này. Đấy, các bác cứ ướm tay như này là mình biết này. Đấy, đấy như vậy nhá. Đây, tầm độ 60 cm. Đôi dao quắm này nó là 200.000 trên một đôi nha các bác nhé. Hai con rất chỉ là dày dặn và chắc chắn, dao quắm. Đấy, còn về phần dưới này là những mẫu dìu, mẫu dầm đi đánh cây. Dầm đánh cây này thì cái dầm cong này gọi là cái dầm cổ cọ, thì cái mẫu này thì em có đến 4 đến 5 mẫu cơ. Đây các bác nhà mình cứ ưng vào Zalo của em gửi mẫu cho các bác xem. Về một cái dầm cổ cò mà đã hàn cán này, loại này thì cũng là loại chưa phải là loại đại hẳn nha các bác nhé, là 300 một cái em miễn phí ship. Còn về cái dầm chuối đây là hàng bản đặc biệt này các bác này. Các bác muốn mua nó có nhiều giá nhé. Cái bản đặc biệt này em đang đưa tới các bác anh là 400 một cái dầm. Đấy, còn sẽ có loại 350, 300. Có hết nhá. Bác nào muốn mua loại như thế nào thì cứ báo bên em sẽ làm cho các bác. Đúng ý các bác luôn. Giá tiền đi đôi với chất lượng. Đấy, báo như luôn như vậy các bác biết. Và với cái búi chim này là em đang đưa tới các bác là 200.000 một cái này. Búi chim này nó có 2 3 loại nhá. 200, 250, 300. Có hết nhá. Ở đây có búa 200 là các bác dùng rất chi là ok rồi. Còn về dao cắt chuối thì hiện tại là một cái dòng dao mà em đang bán cho các bác rất nhiều. Cắt chuối thì trong vòng mấy chục giây thôi. Nó là thép trắng, các bác làm thanh long này, gọt hoa quả này, cắt rau màu này,
thì phải gọi là quá ok luôn. Con này khi các bác thì mình mua kèm theo các sản phẩm ở trên này nè, giá của nó là 50.000 đồng cho một con. Siêu sắc bén luôn mà là lòng loại 1, các bác phải tìm đúng cái tem này mới gọi là tem chuẩn loại 1 cho các bác nhé. Đấy. Và với tất cả những cái dụng cụ này thì đơn vị em sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc. Bác nào đang có nhu cầu mua hãy gọi điện trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên màn hình video. Và nhớ cho em Thảo xin một like, nhấn vào chuông và đăng ký kênh của em để xem vô vàn những cái sản phẩm hữu ích nhất trong công việc làm vườn của tất cả các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.